Chào mừng các bạn đến với kênh Gonsi. Các em ơi, bây giờ thì gia đình bạn Gonsi sẽ đi chúc Tết đầu năm. Đấy, đây gồm có 3 thành viên, đó là 3 chị em của bạn Gonsi và bà nội, mẹ của bạn Gonsi nữa. Đi thôi. Giờ sẽ đến chúc các ông bà một năm mới luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn này, bạn sai đời sinh của chúng ta đầu năm hay dẫm vào cứt gà rồi. Mẹ bạn Sa Đệ Si đang phải rửa đôi dép cho bạn Sa Đệ Si. Rồi đi vào đi. Đây, rửa đi sạch rồi cho nên là năm nay sẽ không phải dẫm vào cứt gà nữa. Rồi, đây ạ. Ô, chưa rửa chân chứ còn cứt gà kìa. Đây, cứt gà vẫn dính đây này, rửa đi. Đấy, vẫn còn cứt gà chứ ạ. Lâm nay là bạn ra gì không cẩn thận được cả lâm dám một cứt gà ấy nhá. Rửa tay rửa sạch vào làm sao rồi hết được. Thôi chuẩn bị lâu quá. Rồi vậy là cứt gà trong dép của bạn Sanesi của chúng ta đã được cô rửa sạch rồi. Không phải cái gì hết, cái này. Rồi, Sanesi của chúng ta đã đi dép vào rồi. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị xuất phát nhá. Nào chuẩn bị xuất hành thôi. Bà cứ từ bà phải bước chân phải. Bà phải bước chân phải nhá, đầu tiên. Đâu chân phải đâu? Chân phải đâu chân nào? Rồi, mẹ thì bước chân trái mà. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi. Rồi, cái xuất hành đầu năm rất là quan trọng các bạn ạ. Đấy, có người thì phải bước chân phải với may mắn cả năm, còn có người thì bước chân trái mới đúng các bạn. Có rất là nhiều người cũng khởi hành và đi chúc Tết lẫn nhau đấy các bạn ạ. Ơi vậy là gia đình bạn Gonsi đã đến nhà một bà bác đây rồi. Bây giờ thì thôi, nhà có ai nhà không? Đấy, đây rồi, có bà đây rồi. Rồi năm sớm nên chúc sức khỏe bác một năm luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Đấy, bà đang chúc lại gia đình bạn Gonsi. Ơi đầu tiên mẹ bạn Gonsi đã ra ngắm cây hoa của bà luôn. Rồi đi vào đi, vào trong đi. Đây là bà đây rồi. Đấy. Rồi bây giờ là các bạn. Con nằm lên đi. Nhà bà có một cây võng kìa. Đấy, cái võng ở trên cái giường luôn. Bây giờ là bà đang đi lấy kẹo để mời các cháu và bà nội của bạn Gonsi. Đấy. Đấy, các bạn đấy đã tranh nhau ngồi lên. À, con ơi bỏ cái mâm ra. Rồi, các bạn nhỏ của chúng ta rất thích thú với cả chiếc võng này. Ơ bác ơi, thế bác không ngủ giường mà bác ngủ trên võng à? À, trèo lên, ngồi vào. Ngồi vào. Rồi, khéo, phải ngồi vào cơ mà. Mấy trèo ngồi vào. Rồi, cho bạn Gonsi ngồi cùng với. Cho bạn Gonsi ngồi cùng với. Đấy, khéo đến võng nha. Wow, đẹp không, thích không? Rồi, bạn khác tôi ngồi lên, cho em ngồi lên với. Cho em ngồi, tất cả ba chị em ngồi, đung đưa đi. Đấy. Hả? Ê, các bạn của chúng ta đã đung đưa rồi kìa. Ô, thích không? Thích không? Kéo ngã lột đầu nhá. Rồi, đi xuống đây ăn kẹo đó, ăn kẹo ngày Tết nhanh lên. Rồi các bạn ơi, bà đã bỏ kẹo ra rồi. Đây là mứt Tết, một món mứt dừa. Đấy, nổi tiếng ở Việt Nam mình, đây là đặc sản đấy ạ. Đấy, bà còn có một túi bóng để kẹo nữa kìa, đấy. Rất là quý con cháu mới mang ra cho con cháu ăn đấy. Đây này, rồi con này xuống đây ăn thử cái kẹo của bà nhá, xuống đi. Rồi các bạn ơi, các bạn nhìn thấy bà có đẹp não không? Đấy, đấy được bà cho kẹo đây. Đâu bà ăn đâu rồi?
Đấy, ăn cái nào? Thôi, ăn lấy một cái kẹo. Rồi, bạn có được xí đâu ạ? Đây, xem bạn có xí thích kẹo gì nhá. Nào, con thích kẹo gì? Đấy. Rồi, bạn có xí của... đúng rồi ấy, kẹo đấy là hơi bị ngon đấy, xem nào. À, kẹo Big Quy. Đúng không? Rồi. Rồi đầu năm ăn một cái kẹo, ăn một cái bánh để cho nó ngọt ngào năm nhé. Ok, xuống ở đấy. Xuân ơi xuân ta về, con lối vui nào vui hơn ngày xuân đến. Thôi đi lên trên kia chơi vào chơi bóng tiếp đi. Các bạn nhỏ cũng ta rất thích bóng của bạn. Chơi bóng nữa không? Nên chơi bóng. Ăn đi. Rồi bạn mời đi đấy, ăn rất là ngon. Ăn hết bánh của bà rồi. Xuân xuân ơi xuân đến. Rồi các bạn ơi, bây giờ lại đến một tiết mục nữa là lì xì đầu năm cho bà. Đấy, để chúc bà sức khỏe. Coi. Rồi các bạn nhỏ, ai lì xì cho bà nào? Hả? Bà Gato đúng rồi. Cho bà Gato là con trai thì xong lì xì cho bà và chúc bà sức khỏe nhé. Được không? Các bạn chí thích tranh nhau cái võng rồi, trời ơi. Thôi chị lớn, chị bà xin lớn xuống lì xì cho bà nhá. Đi nào. Rồi bây giờ bạn là Gato sẽ lì xì cho bà. Rồi bạn Gato, hai tay con. Rồi, con chúc bà đi, con chúc bà như nào? Đấy, đấy, bạn Gato bảo chúc bà mạnh khỏe. Rồi, ok, rồi. Ôi, bạn Gato mừng bà đấy, bà đấy mừng lì xì lại kìa. Đấy, ba đứa, ôi. Rồi, con cảm ơn bà chưa? Đấy, bạn Gato đấy. Rồi, thôi, em ơi, bà nội của bạn muốn con xì. Rồi, cho anh. Ôi dồi ôi. Thôi, bây giờ chúng ta không sao. Rồi, đã chúc Tết và lì xì đầu năm cho bà rồi. Bây giờ gia đình bạn cô xí lại tiếp tục đi chúc Tết các ông, các cậu ở trong thôn đấy nhá. Rồi, chia tay gia đình bà. Tiếp tục gia đình cô xí lại đi chúc Tết đầu năm tiếp các bạn nhé. Xem gia đình bạn con si sẽ chúc Tết gia đình ai nữa đây. Thôi đi thôi, chào bà nhá. Thôi chào bà nhá. Thôi chúng ta tiếp tục hành trình đi chúc Tết mới. Đây rồi các em ơi, đây là một chiếc cọc rất là to luôn. Thôi bà cùng với các cháu đã đến nhà ông cậu. À, đây rồi. Ông đây rồi. Ông và bà đây rồi. Rồi nhà ông nuôi rất là nhiều con vật nha, có cả thỏ nhá. Đấy, trong đây có cả thỏ, cả vườn thỏ dưới kia nữa cơ. Thôi bây giờ chúng mình vào chúc Tết ông bà trước, xong rồi chúng mình ra thêm thỏ sau nhá. Đi rồi. Đây các bạn ơi, nhìn bà kìa, bà xinh gái chưa? Đấy. Rồi, năm nay nhà mợ ăn Tết to không? Rồi, ngồi vào nào. Rồi, bà và các cháu đang ngồi vào đây rồi. Rồi, con ăn kẹo của bà đi cho may mắn đầu năm nào. Con lấy kẹo ăn nào con. Con lấy kẹo ăn đi, làm kẹo. Ôi, ăn rồi ạ. Thôi, bà Gato vào gái này lấy ngay kẹo của bà ăn được. Để cho cả năm ngọt ngào rồi. Ồ, các em ơi, sao để chúc Tết được bà lì xì cho các cháu. Ôi, một tầng lì xì rất là đỏ các bạn ạ. Rồi, bạn ngồi xì kìa. Đấy. Ồ, bạn ngồi xì kìa. Con xin bà chưa? Đấy. Rồi, bây giờ bạn ngồi xin lì xì lại bà với ông nào, chúc ông sức khỏe nhá. Đây, bạn ngồi xin lì xì ông. Đấy, tạo ra lì xì ông đi. Rồi, bảo chúc ông mạnh khỏe nhá. Không. Đấy. Rồi tiếp theo bạn Gonzi sẽ ăn lì xì bà. Ôi. Rồi bạn Gonzi đã chúc bà mạnh khỏe rồi. Nên bạn ấy đang ngại nên bạn ấy chỉ đưa tiền cho bà các bạn thôi luôn. Rồi vậy là bạn Gonzi cùng gia đình bạn Gonzi đã chúc gia đình ông bà luôn luôn mạnh khỏe rồi. Các bạn ơi, đầu năm bà quên luôn điện thoại bên kia nhưng mà quên vật nhưng mà không mất đấy.
Mẹ may mắn chưa? Đấy, của để quên lại quay về với người với chủ nhá. Rồi bà mang điện thoại sang cho bà luôn các bạn ạ.